Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm thế chủ Diệu Kim thứ nhất, tập 202. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Quảng Thông. Biên tập Nguyên Tâm Dương Cư Sĩ. Thời gian ngày 4 tháng 10 năm 1999. Địa điểm Cửu Long, Hồng Kông. Xin mời xem kinh văn. Bài kệ tụng thứ ba của Tam Thập Tam Thiên. Như Lai Phương Tiện Đại Từ Hải, giảng kiếp tu hành cực thanh tịnh, hóa đạo chúng sanh vô hữu biên, bảo kế thiên dương tư ngộ liễu. Vị thiên dương thứ ba trong cõi trời Tam Thập Tam là từ mục bảo kế thiên dương. Pháp môn mà Ngài đạt được là từ dân phổ phú giải thoát môn. Phía trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Bài kệ tụng này là tán tụng của Ngài, cũng là báo cáo tu học của Ngài. Chúng ta cần phải học tập như thế nào, thực hành như thế nào. Như Lai là tấm gương đầu tiên cho tất cả người học Phật chúng ta. Nói theo sự thì Như Lai là chỉ chư Phật Thế Tôn. Nói theo lý là nói tự tánh của chúng ta. Nói cách khác, trí tuệ, đức năng vô hạn bao hàm ở trong tự tánh đều có thể hiện ra, đều có thể áp dụng vào trong đời sống, thì người đó gọi là Phật, gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Ngược lại mà nói, nếu như một người tư tưởng hành vi của họ trái ngược với tánh đức, thì người đó gọi là phàm phu. Cho nên sự khác nhau giữa Phật và phàm phu, một bên là có thực hành tánh đức, còn một bên thì hoàn toàn quên mất tánh đức. Ngoài điều này ra, Phật và phàm phu thực sự không có gì khác biệt cả. Chúng ta xem văn tụng Như Lai Phương Tiện Đại Từ Hải. Ở trong chú giải Đại sư Thanh Lương nhắc nhở chúng ta, câu này là nói quả lớn. Hải là ví dụ sâu rộng, vô hạn. Phương tiện của Như Lai, từ bi của Như Lai sâu rộng vô tận. Từ xưa đến nay, nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi, dùng lời ngày nay mà nói, chính là lòng yêu thương chân thành. Ở trong cương lĩnh tu học, chúng ta đề xuất chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bên trong từ bi, nếu như không có chân thành, thì từ bi này là giả dối, không phải chân thật. Bên trong từ bi, nếu không có thanh tịnh, từ bi này là nhiễm ô. Nói cách khác, lòng từ bi của họ đối với bạn là có điều kiện, có tính toán. Đây không phải thanh tịnh. Bên trong từ bi nếu không có bình đẳng, từ bi này có khác biệt, có thứ bậc. Bên trong từ bi nếu không có trí tuệ, đây là tình cảm. Tình cảm rất dễ thay đổi. Cho nên, bên trong tâm đại từ bi nhất định có đủ 4 điều kiện này. Từ bi chân thành, từ bi bình đẳng, từ bi thanh tịnh, từ bi chánh giác. Thực hành tâm từ bi, tâm từ bi khởi tác dụng, không những đối với người khác mà cũng đối với bản thân. Đó gọi là phương tiện. Phương tiện có nhiều môn, cũng chính là nói tâm đại từ bi áp dụng ở trong cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của bản thân chúng ta cũng thường có thay đổi. Chúng ta tự mình suy nghĩ xem, 30 năm trước, xã hội của chúng ta ở vào thời chưa phát triển, hoặc phát triển được một nửa. Cuộc sống vật chất của chúng ta thiếu thốn, cuộc sống tương đối gian nan. Sau 30 năm, xã hội của chúng ta đã bước vào thời kỳ phát triển, nền kinh tế phồn vinh, cuộc sống giàu có. Hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, lối sống của bản thân chúng ta cũng tự nhiên thay đổi theo. Ở trong xã hội ngày nay, nếu như chúng ta vẫn sống theo lối sống của 30 năm trước đó, thì đây không phải là phương tiện. Giả sử trong một xã hội chưa phát triển, nếu bạn sống theo lối sống sung túc, giàu có xa xỉ, thì người khác nhìn vào cũng thấy không đúng. Cho nên ở trước phương tiện thường thêm vào hai chữ thiện xảo. Ngạn ngữ thường nói thông quyền đạt biến, cho nên hai chữ phương tiện này rất sinh động. Ở thời đại nào, khu vực nào, phương thức sinh hoạt ra sao, vấn đề sinh hoạt, đối nhân xử thế đều có thể làm được một cách thỏa đáng hợp lý. Đây gọi là phương tiện. Phương thức này vô cùng thuận tiện. Do đó có thể biết cách dạy học của Phật đối với tất cả chúng sanh là linh động, không phải cứng nhắc, không phải không thể thay đổi. Điều mà Thế Tôn dạy bảo chúng ta là nguyên lý, nguyên tắc. Người học như chúng ta phải học và áp dụng một cách linh động. Phật Pháp mới có thể phổ biến, mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh đạt được lợi ích chân thật. Cho nên trong lúc giảng dạy, chúng tôi thường thường nhắc nhở chư vị đồng tu, việc dạy học của Phật Pháp đặc biệt chú trọng hiện đại hóa và bản địa hóa. Hai câu nói này không phải nói tùy tiện, là có căn cứ. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế, điều Phật triển hiện ra là tu hành, chứng quả, đắc đạo. Phật tu hành những gì? Chỉ là đoạn sạch hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình. Khi đó trí tuệ liền mở ra. Vì sao người phàm phu không có trí tuệ? Vì trí tuệ đã bị vọng tưởng, phiền não, phân biệt, chấp trước che lấp rồi. Không phải là bạn không có trí tuệ. Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây không phải đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Phật không giống với chúng ta, chính là Phật đã đoạn hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh hiện ra. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh hoàn toàn rõ ràng. Phật đã rõ ràng, Phật đã minh bạch. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì? Tận hư không biển pháp giới là một tâm, một tánh, một thân. Trước đây tôi thường nói, trong kinh điển Phật dạy chúng ta, một tâm là chân tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, chính là tâm này. Một tánh là tự tánh. Tự tánh vốn có đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Một thân là thanh tịnh pháp thân. Chúng sanh chúng ta không biết được, do chúng sanh có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Chỉ có Phật và Pháp Thân Đại Sĩ biết được. Lần này tôi ở Bắc Kinh, cơ hội hiếm có. Cục trưởng Diệp và Cục trưởng Trương của Cục Văn vật, hai vị này cùng tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử, được đích thân viện trưởng giới thiệu giảng giải cho chúng tôi. Gần đây, ở Sơn Đông, khai quật lên một lô văn vật tại chùa Long Hưng. Điêu khắc rất đẹp, khiến cho chúng tôi sau khi xem xong khen nức nở. Số cổ vật này chôn cất ở dưới đất hơn 1000 năm. Bây giờ khai quật lên, màu sắc bên trong vẫn khá rõ ràng. Có thể thấy vào thời đó chắc chắn rất tươi sáng. Viện trưởng đặc biệt giới thiệu cho chúng tôi một pho tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Chiếc cà sa khoác trên thân Phật là chiếc y 25 điều mà chúng ta ngày nay nói đến. Ô trên cùng của cà sa vẽ cảnh Phật đang thuyết pháp. Từng ô ở phía dưới vẽ cảnh 10 pháp giới. Thuật ngữ trong nhà Phật chúng ta gọi là Mạng Đà La. Ở dưới cùng của 10 pháp giới là địa ngục. Từ cảnh giới Phật cho đến cảnh giới địa ngục là một chiếc y. Chiếc y này mặc trên người, tôi vừa xem liền hiểu được. Lúc đó tôi nói với mọi người rằng họ chỉ dùng con mắt của nghệ thuật để thưởng thức tranh vẽ rất đẹp. Tác phẩm nghệ thuật trình độ cao. Tôi nói đây là biểu pháp, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho một thân tận hư không biến pháp giới là một thân. Một chiếc y đắp trên người là một thân. Nói rõ rằng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với chúng ta là một thể. Tâm đại từ bi là hiển lộ ra như vậy. Chúng ta yêu thương bản thân mình thế nào thì cũng phải yêu thương tất cả chúng sanh như thế đó. Tất cả chúng sanh là chính mình, chính mình là tất cả chúng sanh, không thể tách rời. Đây là tâm Phật, đây là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cho nên tôn tượng này, bức tranh màu này, ý nghĩa biểu pháp vô cùng sâu sắc. Họ nghe giải thích của tôi cũng cảm thấy rất mới lạ. Trong Phật Pháp có hàm chứa giáo lý sâu xa như vậy. Ý nghĩa sâu sắc như vậy dẫn dắt người thế gian thế, nhưng việc này ai biết được? Người giác ngộ mới biết được, người mê hoặc không biết được. Làm thế nào để cho tất cả chúng sanh thật sự giác ngộ? Phật rõ ràng, Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu rõ việc này không thể dùng chính trị để giải quyết. Chúng ta nói sự tranh chấp giữa người và người, đây là cội nguồn của tất cả động loạn. Thiên tai, nhân họa do đây mà có. Trong kinh Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Tâm tưởng của chúng sanh đều trái ngược với chân tướng sự thật, trái ngược với tánh đức. Vấn đề này chính trị không thể giải quyết được, vũ lực cũng không thể giải quyết được, kinh tế, khoa học kỹ thuật đều không thể giải quyết được. Cho nên người thật sự hiểu rõ, người thật sự giác ngộ, buông xuống vàng duyên, dẫn thân vào công việc dạy học. Giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn và chư Bồ Tát làm gương cho chúng ta, một đời dấn thân vào dạy học. Thế Tôn ở trong xã hội đó, xã hội lúc đó tôn sùng khổ hạnh, đại chúng trong xã hội hết sức tôn trọng người tu khổ hạnh. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện khổ hạnh, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, người Hoa không tôn sùng khổ hạnh. Điều mà họ tôn sùng là tôn sư trọng đạo, hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Hoa thì không thể theo chế độ cầm bát khất thực nữa. Ma Đằng Trúc Pháp Lan đến Trung Hoa, lúc bấy giờ là thời vua Hán Minh Đế. Vua Hán Minh Đế tôn xưng họ làm thầy. Làm gì có chuyện thầy của đế vương đi ra ngoài xin cơm? Thế thì không được, nhân dân cả nước sẽ chửi mắng hoàng đế. Bản thân hoàng đế sống trong nhung lụa, còn thầy giáo của mình đi xin ăn, làm gì có đạo lý này? Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy Đại Từ Phương Tiện, Ma Đằng Trúc Pháp Lan đến Trung Hoa, từ bỏ tu khổ hạnh, tiếp nhận sự cúng dường của đế vương. Vua Hán Minh Đế xây cung điện cho họ. Chùa Bạch Mã chính là được xây dựng vào thời đó, cúng dường họ chỗ ở, phái rất nhiều người hầu hạ phục vụ họ. Đây là phương tiện, từ bi phương tiện. Ở khu vực nào thì dùng loại phương thức đó, tùy theo phương thức sinh hoạt khác nhau, tùy theo văn hóa, tập quán sinh hoạt mỗi địa phương khác nhau. Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không phải họ cưỡng cầu, không phải họ muốn thế này thế nọ. tôi tất cả tùy thuận các vị. Đây là cách Phật dạy người. Một đời này chúng ta sống ở thế gian phải tùy thuận, phải tùy duyên, không được phan duyên. Phan duyên là tạo nghiệp, tùy duyên mới được thanh tịnh tự tại. Phật thị hiện cho chúng ta, tổ sư đại đức dạy dỗ cho chúng ta. Chúng ta học được rồi. Đại sư La Thập đến Trung Hoa, hoàng đế Diêu Hưng thời bấy giờ, quốc vương của nước Tần, không những cúng dường hoàn cảnh chỗ ở tốt nhất cho đại sư, mà còn phái 10 cung nữ đến hầu hạ ngài. Đối đãi hết sức chu đáo, cực kỳ tôn kính. Lại còn yêu cầu sĩ đại phu lúc bấy giờ, người xuất gia càng không cần nói, đều theo đại sư học tập. Phật pháp vào thời điểm đó thật sự đạt đến đỉnh cao. Đại sư Quyền Trang từ Ấn Độ trở về, đế vương của triều Đường tôn kính ngài biết bao, chứng tỏ rằng văn hóa của Trung Hoa là hiếu thân tôn sư. Cho nên người học Phật chúng ta hiểu rằng ở khu vực nào giáo hóa chúng sanh, nhất định phải tùy thuận văn hóa, tập quán sinh hoạt, tập tục của địa phương đó. Nhất định không được làm ngược lại, để nhà nước và dân chúng đều có thể sinh tâm quan hỷ, Phật pháp mới có thể phát triển rực rỡ được, mới có thể lợi ích khắp tất cả chúng sanh. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta càng nhìn thấy nhiều hơn. Người ưa thích khổ hạnh, Phật Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Người ưa thích an vui thì Phật thị hiện an vui. Tất cả tùy duyên. Phàm phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Biểu hiện bên ngoài xem ra hình như rất giống, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn không tương đồng. Mà Phật Bồ Tát ở trong đây giúp đỡ phàm phu nâng cao cảnh giới. Dùng phương pháp nào? Không ngoài việc giảng kinh thuyết pháp. Ở trong cuộc sống, trong việc dạy học, giúp chúng sanh nhìn thấu, buông xuống. Như thế mà thôi. Nếu như chúng ta không thể nắm vững nguyên lý nguyên tắc này, thì việc tu hành của chúng ta trong Phật pháp tự nhiên sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, khó khăn rất nhiều. Thế nhưng xã hội ngày nay cũng không thiếu người có thiện căn, có phước đức. Bên trong có rất là nhiều người thành khẩn, đang học Phật, đang tu tịnh độ. Tuy không có người hướng dẫn họ, nhưng họ hiểu được hiếu thân, tôn sư, trọng đạo. Chúng ta chỉ có thể nói là do thiện căn phước đức nhân duyên của họ trong đời quá khứ. Học tập nằm ở câu phía dưới. Giảng kiếp tu hành cực thanh tịnh, việc tốt phải làm. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật đã nhiều lần nói cho chúng ta biết, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Đó chính là tu hành cực thanh tịnh. Việc phải làm, một chút chấp trước cũng không được có. Không những không được có chấp trước, mà cũng không được có vọng tưởng phân biệt. Dùng tâm cực thanh tịnh, tâm cực bình đẳng để đi làm. Làm gì? Trong Phật Pháp Đại Thừa, Thế Tôn chỉ dạy cho Bồ Tát 6 quy tắc trong hành vi sinh hoạt. 6 Thứ nhất là bố thí. Đối với Pháp thân đại sĩ thì không gọi là bố thí, mà gọi là cúng dường. Tại vì sao? Vì Pháp thân đại sĩ đã kiến tánh. Bồ Tát Đại Thừa bình thường vẫn chưa kiến tánh, cho nên chỉ nói bố thí, không nói cúng dường. Pháp thân đại sĩ biết rằng hư không Pháp giới tất cả chúng sanh là một thể, cho nên nói cúng dường. Trong Đại Kinh đã nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh xưa nay vốn là Phật. Cho nên Pháp thân đại sĩ cúng dường. Bạn không có sự nhận biết này, bạn không hiểu chân tướng sự thật này, giảng bố thí cho bạn. Lục độ là dạy cho những Bồ Tát bình thường, dạy bố thí. Bên trong bố thí có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí. Ở trong chương hồi hướng thứ 6 của Kinh Hoa Nghiêm đã nói cho chúng ta hơn 100 loại. Nói một cách tổng thể, bố thí chính là phục vụ mà ngày nay nói đến. Vì chúng sanh phục vụ không điều kiện, vô tư mà phục vụ không có tính toán, chính là bố thí mà trong Phật Pháp nói đến. Nếu như tôi vì chúng sanh phục vụ, vì nhân dân phục vụ là có tính toán, là có điều kiện, thì đó không phải là bố thí ba la mật. Đó là phục vụ. Ý nghĩa của ba la mật là viên mãn. Phục vụ này không phải là viên mãn. Bên trong sự phục vụ này có thiếu sót. Phục vụ một cách viên mãn là không điều kiện, không có tính toán. Hôm đó, Phó Hội trưởng Đao của Hiệp hội Phật giáo nói, đây chính là hy sinh phụng hiến. Tôi nói ngay, cả cái ý niệm hy sinh phụng hiến này cũng không có. Có, tôi hy sinh, tôi phụng hiến vẫn là có điều kiện, vẫn là có tính toán. Cái ý niệm này cũng không có. Nghĩa là sao? Mình vì bản thân mình mà phục vụ, bạn còn nói điều kiện nào nữa? Còn nói tính toán gì nữa? Có như thế mới có thể làm được bố thí viên mãn. Bồ Tát Phổ Hiền nói cúng dường viên mãn, tận tâm tận lực cúng dường, quan sát yêu cầu của tất cả chúng sanh, đáp ứng yêu cầu của họ. Ngày nay, tất cả chúng sanh cần thiết nhất là cái gì? Là giác ngộ, là hiểu lý. Tại vì sao ngày nay chúng ta lại ra nông nỗi này? Chính là gì? Vô tri. Vô tri đến cùng cực rồi. Phật Bồ Tát từ bi, Phật Bồ Tát không trách chúng ta. Phật Bồ Tát nói rất hay, người trước không thiện, không biết đạo đức. Không ai khuyến tấn, chẳng gì làm lạ. Không có ai dạy cho chúng ta. Cha mẹ của chúng ta không dạy cho chúng ta, thầy của chúng ta không dạy cho chúng ta. Chúng ta lại không phải người vừa sinh ra là biết ngay. Tôi cũng nói rất nhiều cho các vị đồng tu, cũng nói rất là tỉ mỉ. Đời này tôi có một chút thành tựu này. May mắn ở chỗ là gặp được ba vị thiện tri thức. Tôi có thể có một chút thành tựu, không có gì khác. Tôi cũng rất thẳng thắn nói cho mọi người biết là hiếu học. Tôi tự mình có thể hiếu học, thầy giáo chịu dạy, mới có một chút thành tựu thế này. Nếu thầy giáo thật sự chịu dạy mà học sinh không hiếu học, vậy cũng vô ích. Hiếu học là phải thật sự làm được. Giảng cho bạn, bạn nghe hiểu, bạn tin tưởng rồi, bạn nắm rõ được rồi. Bạn không làm được, vậy thì có tác dụng gì đâu. Đó là bằng số không. Cho nên nhất định phải áp dụng những gì mà bạn đã tin, đã lý giải vào trong cuộc sống. Đây mới là hiếu học thật sự. Bạn có thể làm được một phần thì bạn sẽ được một phần công đức lợi ích. Bạn làm được hai phần thì bạn sẽ được hai phần lợi ích. Bạn làm không được thì bạn không có lợi ích gì cả. Mặc dù nói được, nhưng nói được mà không làm được, vẫn không tránh khỏi nghiệp lực. Hay nói cách khác, bạn vẫn không ra khỏi được luân hồi, không tránh khỏi tam độ. bạn có thể áp dụng những gì mình tin, những gì mình lý giải, thì bạn mới có thể được lợi ích thật sự. Lợi ích thật sự là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đồng hành cùng chư Phật Bồ Tát. Phẩm sau cùng của Hoa Nghiêm là nhập pháp giới. Dùng lời ngày nay mà nói, nhập vào phạm vi cuộc sống của chư Phật Bồ Tát. Người nước ngoài nói nhập vào câu lạc bộ của chư Phật Bồ Tát. Mục đích sau cùng trong việc tu học Phật Pháp của chúng ta là ở chỗ này. Cho nên, trong sinh hoạt, lời nói, hành động, công việc, đối nhân xử thế, thì ba chữ cực thanh tịnh này rất quan trọng. Thanh tịnh vẫn chưa đủ, thanh tịnh đến cùng cực. Trong tông môn gọi là không vướng một chút gì. Cái gọi là đi qua trường qua, một chiếc lá cũng không dính thân. Nếu muốn làm việc, tất cả đều phải làm toàn tâm toàn ý, giúp đỡ tất cả chúng sanh, hoằng pháp lợi sanh. Không được chấp vào tướng làm. Hoằng pháp không chấp vào tướng hoằng pháp, lợi sanh không chấp vào tướng lợi sanh. Như vậy mới thanh tịnh. Đây mới gọi là tu hành. Phàm phu sinh sống, khi đối nhân xử thế đều chấp tướng, cho nên lúc nào cũng rơi vào cái dòng vọng tưởng phân biệt chấp trước này. Phật dạy chúng ta tu hành chính là sửa đổi. Làm sao để sửa đổi? Làm sao để không rơi vào cái dòng này? Vẫn là cuộc sống đó, vẫn là công việc đó, xã giao đó, nhưng không rơi vào trong cái dòng này. Cái dòng này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói cho cụ thể hơn chút nữa là thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng. Chúng ta phải nhảy ra khỏi cái dòng này. Việc làm này mới cực thanh tịnh. Thế Tôn giáo huấn 49 năm. Lưu lại số kinh luận mênh mông như biển. Người xưa thường nói, bộ nhị thập tứ sử không biết xem từ đâu. Kinh sách của nhà Phật gấp 10 lần bộ nhị thập tứ sử. Vậy chúng ta nên học từ đâu? Vì vậy mới cần nắm vững cương lĩnh, mới cần nói nguyên tắc. Sau khi chúng tôi thành lập Tịnh Tông, chúng tôi đề xuất ra cương lĩnh tu học 5 khoa mục. Từ Tam Phước bắt đầu. Tam Phước, Lục Hòa, bắt tay từ đây. Sau đó nâng lên Tam Học, Lục Độ. sau cùng mới lên đến thập đại nguyện dương của Phổ Hiền. Mặc dù trong đời này chúng ta không làm được hạnh Phổ Hiền, nhưng tiêu chuẩn thấp nhất phải hoàn thành được hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là tam học lục độ. Năm khoa mục này đơn giản vắn tắt. Sau khi đề xuất ra điều này, tôi lại dùng 20 chữ để quy nạp thành một trung tâm. Hy vọng các vị đồng tu thường ghi nhớ trong tâm, thời thời khắc khắc mỗi niệm không rời 10 câu này. Năm câu trước là giữ tâm, thường giữ tâm này, thường dùng tâm này. Tâm chân thành, người ta lấy giả dối đối với tôi, nhưng tôi lấy chân thành đối với người. Tại vì sao? Vì họ còn muốn vào lục đạo luân hồi, nhưng tôi phải vượt qua tam giới. Không thể nói người khác lấy giả dối đối với tôi thì tôi cũng dùng giả dối đối với người, vậy là sai rồi. Họ muốn vào lục đạo luân hồi, tôi cũng vào lục đạo luân hồi như họ, thì tôi sai rồi. Họ giả dối, tôi chân thành. Họ nhiễm ô, tôi thanh tịnh. Họ không bình đẳng, tôi bình đẳng. Họ mê hoặc, tôi dùng trí tuệ. Họ tự tư tự lợi, tôi dùng tâm từ bi yêu thương. Họ đi đường của họ, tôi đi đường của tôi. Họ có thể giác ngộ, có thể quay đầu, tốt. Nếu họ không thể quay đầu, chúng ta cũng không nên sanh phiền não. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy muôn ngàn chúng sanh đều không sanh phiền não, đều không gấp gáp, vậy chúng ta gấp gáp cái gì? Trên kinh Phật thường nói, trước tự độ, sau đó mới có thể độ chúng sanh. Trước tự độ chính là trước tiên bản thân mình phải nghiêm túc học tập, áp dụng vào trong hành vi sinh hoạt của chúng ta, chính là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ. Tất cả người, sự vật, tánh tướng, lý sự, nhân quả trong thế xuất thế gian đều rõ ràng, hiểu được phân minh. Đây gọi là nhìn thấu. Buông xuống là một chút cũng không bị nhiễm. Buông xuống triệt để. Trong cuộc sống, công việc đều tùy duyên. Chỉ có tùy duyên, bạn mới có thể hưởng thụ đại tự tại. Sau cùng tổng kết, đến niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy mới được đại viên mãn chân thật cứu cánh. Tôi tổng kết nó thành 10 câu, 20 chữ. Hai mươi chữ này giống với câu nói trong Kinh Hoa Nghiêm, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đó là viên dung vô ngại. Mỗi một điều đều bao gồm 9 điều còn lại. Bất kỳ một điều nào cũng viên mãn đầy đủ 9 điều kia. Đây gọi là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp của giác ngộ. Thật sự giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi. Bạn thật sự học Phật, bạn thật sự hành Bồ Tát Đạo, sống đời sống của Phật Bồ Tát. Sau đó, bạn mới thật sự làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh có được bao nhiêu lợi ích là do căn tánh của họ không giống nhau. Lợi ích mà mỗi người có được cũng không giống nhau. Người lợi căn thì được nhiều lợi ích, người độn căn thì được ít lợi ích. Người có căn lanh lợi, vừa nhìn, vừa nghe, liền được giác ngộ, như thật tu hành. Được lợi ích lớn. Người độn căn sau khi nghe rồi, bán tính, bán nghi. Giống như đã hiểu mà không hiểu. Lý giải không triệt để. Lòng tin sẽ lung lay. Đây cũng có điểm tốt. Phật Pháp nói trong thức A Lại Gia của họ trồng trong một chút thiện căn. Đời này không thể thành thục, đời sau, kiếp sau gặp được duyên lại tiếp tục tu. Đến đời nào đó duyên thành thục rồi thì đời đó họ mới được thành tựu. Duyên thành thục rồi nhất định sẽ y giáo phụng hành. Thật sự lý giải, thật sự tin tưởng. Đây là duyên thành thục rồi. Duyên thành thục, người này một đời nhất định sẽ thành tựu. Đời này không phải là nói kiếp sau, mà ở hiện tại. Suy nghĩ, ý thức, hành vi của họ giống với chư Phật Bồ Tát. Làm sao biết được? Kinh điển đã chứng minh. Suy nghĩ, kiến giải, hành vi sinh hoạt của họ hoàn toàn giống với trong kinh đã nói. Đây gọi là chứng quả. Chứng quả là tự mình chứng minh bản thân mình với Phật là một, không phải là hai. Điều mà Phật đã nói cũng chính là điều mà tôi đã nghĩ, cũng là điều mà tôi đã làm. Điều tôi nghĩ, điều tôi làm, Phật ở trong kinh đều viết rõ ràng, đều nói rõ ràng, hoàn toàn tương ưng. Đây gọi là chứng quả. Tính giải hành chứng. Nếu như chúng ta triển khai kinh sách, điều mình nghĩ không giống với điều Phật nghĩ, kiến giải của mình không giống với kiến giải của Phật, điều mình làm trái với điều Phật đã nói, mặc dù bạn có tính, có giải, có hành, nhưng không chứng, không chứng được, không được thọ dụng. Chứng được mới thọ dụng được. Thật sự chứng đắc rồi, đừng nói viên mãn, đừng nói nhiều phần, chứng đắc được một ít phần thôi, thì sanh tử của bạn đã tự tại rồi. Nếu như niệm Phật cầu giảng sanh, chứng đắc ít phần thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Chứng đắc nhiều phần thì sanh vào phương tiện hữu dư độ, sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Chứng đắc viên mãn thì sanh vào thường tịch quang, tịnh độ. Cho nên không thể một ngày không đọc kinh. Một ngày tối thiểu phải đọc 3 lần. Sáng sớm phải đọc, buổi trưa phải đọc, buổi tối phải đọc. Chúng ta làm không được như năm xưa Thế Tôn còn tại thế 6 thời đọc tụng, thì ít ra chúng ta phải có 3 thời, chúng ta mới có được hiệu quả. Tụng kinh phải hiểu sâu nghĩa lý. Đây chính là trước độ mình. Độ mình trước, chính mình khế nhập cảnh giới, chính mình có tín tâm, tuyệt đối không có nghi hoặc. Sau đó mới quá đạo chúng sanh vô hữu biên. Câu thứ hai, câu thứ ba đều là nói nhân hành. Câu thứ hai là tự tu, tự hành. Câu thứ ba là quá tha. Hay nói cách khác, chúng ta thật sự làm được rồi, thật sự có được lợi ích từ Phật Pháp, thì chúng ta mới có năng lực giúp người khác, dạy bảo người khác, đoạn nghi sanh tính. Tại vì sao? Vì một chút hoài nghi bản thân tôi cũng không có. Từng câu từng chữ Phật đã nói, tôi đều chứng minh. Chứng minh lời Phật là chân thật. Lời Phật không phải giả, chứng minh từng chữ, từng câu là từ bên trong chân tánh của chúng ta hiện lộ ra ngoài. Tuyệt đối không phải từ bên trong ý thức của người khác sanh ra. Nếu là từ bên trong ý thức sanh ra, thì có thể nghi ngờ chất vấn. Không phải từ bên trong ý thức sanh ra, mà là từ bên trong tự tánh tự nhiên hiển lộ ra ngoài. Chúng ta chứng minh, chứng thực rồi. Hóa đạo chúng sanh. Hóa là giáo hóa, đạo là dẫn dắt, giáo hóa là ngôn giáo, dẫn dắt là thân giáo. Chúng ta phải lấy mình làm gương. Lời nói đi đôi với việc làm, thì chúng sanh mới có thể tin tưởng. Chúng ta nói một đằng mà làm một nẻo, chúng sanh không tin tưởng. Họ có vọng tưởng, họ có phân biệt, họ có chấp trước. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Cho nên Bồ Tát thị hiện vô số. Người có căn tánh tiểu thừa, Phật Bồ Tát thị hiện thanh văn, duyên giác để độ họ. Họ vô cùng tôn kính. Người có căn tánh đại thừa thì hiện thân Phật, thân Bồ Tát đến tiếp dẫn, họ sẽ hoan hỷ tín thọ. Luật sư Đạo Tuyên đời nhà Đường lưu lại cho chúng ta một công án. có thể làm cho người ta phản tỉnh. Luật sư Đạo Tuyên trì giới rất nghiêm. Tổ sư của Luật Tông ngày ăn một bữa, cảm ứng được chư thiên cúng dường. Thực tế nói, đây là người đại tu hành. Chúng ta phàm phu không nhận ra được Ngài, không biết được đức lớn của Ngài, cũng không hiểu được phước báo cúng dường đó. Chư thiên biết. Mỗi bữa ngọ trai, chư thiên đem đồ ăn cúng dường cho Ngài. Nhưng trong thời bấy giờ, có một vị cao tăng là Đại sư Quy Cơ. Đây là tổ sư của Pháp Tướng Tông. Phong cách của Đại sư Quy Cơ so với luật sư Đạo Tuyên hoàn toàn không giống nhau. Luật sư Đạo Tuyên tu khổ hạnh, nhưng Đại sư Quy Cơ thì hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có một ngày nọ, Đại sư Quy Cơ đi ngang qua núi Trung Nam, nghe nói luật sư Đạo Tuyên tu hành ở đây, đặc biệt đi thăm viếng luật sư. Cũng vừa đúng lúc luật sư Đạo Tuyên muốn lợi dụng cơ hội này để cảm hóa Đại sư Quy Cơ, muốn đi cảm hóa Đại sư. Kiểu cách tác phong của Ngài trái với giáo huấn của Phật. Làm sao người xuất gia có thể tham muốn những loại hưởng thụ này? Đại sư Quy Cơ xuất gia trong truyền thuyết là Pháp sư Ba Xe. Lúc đó Đại sư là cháu, gọi Uất Trì Kính Đức bằng cậu. Uất Trì Kính Đức là đại tướng của vua Đường Thái Tông, được phong hầu. Dùng lời nói ngày nay mà nói là con em cán bộ cao cấp, xuất thân quý tộc. Đại sư Quyền Trang quen biết Đại sư Ba Xe, biết Ngài là Bồ Tát tái sanh, nhất định yêu cầu Ngài xuất gia. Cho nên Ngài đưa ra 3 điều kiện. Ngài nói, tôi xuất gia nhưng tôi không sống đời sống bần khổ của người xuất gia. Ngài nói, tôi muốn đem theo một xe vàng. Ngài thích đọc sách, tôi muốn đem theo một xe sách. Cần phải có người hầu hạ, đem theo một xe mỹ nữ hầu hạ Ngài. Nghe nói Đại sư Quyền Trang đều nhận lời Ngài, cho nên gọi Pháp sư Ba Xe. Luật sư Đạo Tuyên muốn nhân cơ hội này giáo huấn Đại sư Quy Cơ, nhìn xem người ta tu khổ hạnh, nhận được cúng dường của chư thiên. Họ lên núi, đương nhiên hai vị đại sư nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một người đến thăm viếng, còn một người là có ý định muốn cảm hóa người kia. Đến giờ ngọ, trời qua giờ ngọ, nhưng chư thiên cũng không đem đồ ăn cúng dường đến. Sau đó thì Đại sư Quy Cơ xuống núi. Đến ngày hôm sau, khi chư thiên đến cúng dường bữa ngọ, thì luật sư Đạo Tuyên khiển trách chư thiên. Buổi ngọ hôm qua, tại sao ông không đến cúng dường? Hôm qua, luật sư Đạo Tuyên đói cả một ngày, không có gì ăn. Chư thiên này nói với luật sư rằng, hôm qua có Bồ Tát Đại Thừa ở trên núi, 4 bên núi đều có thần hộ pháp, tôi không vào được. Luật sư Đạo Tuyên nghe xong câu này, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm thấy hổ thẹn, nhìn lầm người rồi. Vốn muốn đi cảm hóa Đại sư Quy Cơ, nhưng tâm của Ngài thanh tịnh, thuần khiết hơn mình rất nhiều, mình còn có tâm đi cảm hóa người khác, thì cái tâm này không thanh tịnh. Luật sư Đạo Tuyên thanh tịnh, nhưng Đại sư Quy Cơ là cực thanh tịnh. Vì sao cũng thanh tịnh? Điều này dùng lời nói ngày nay mà nói là văn hóa đa nguyên. Đối tượng nhiếp thọ chúng sanh không giống nhau. Cả hai đều làm đúng hết. Một người là tiếp thu căn tánh tiểu thừa, một người là tiếp thu căn tánh đại thừa. Căn tánh đại thừa thông thường hưởng thọ phú quý. Bạn bảo họ tu khổ hạnh, họ không tu, họ không đến. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh dùng phương tiện đại từ. Phương tiện có nhiều môn, về nguồn không hai lối. Một phương pháp, một lối đi, không thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Cho nên sau cùng của Kinh Quan Nghiêm mở ra 2000 pháp môn. Sau cùng là phẩm nhập pháp giới. Phật dùng 53 tham của thiện tài đồng tử để dẫn dắt chúng ta, để chúng ta thật sự hiểu được chúng sanh trong thế gian có các loại căn tánh không giống nhau, phải dùng các loại phương pháp không giống nhau để nhiếp thọ. Thế là chúng ta hoát nhiên đại ngộ. Tất cả quần tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, cách dạy học khác nhau, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Trong phẩm Phổ Môn có nói, người đáng dùng thân Phật để độ thì hiện thân Phật mà nói Pháp. Chúng ta biết nguyên tắc này. Người đáng dùng căn tánh đại thừa để độ thì hiện đại thừa mà nói Pháp. Người đáng dùng tiểu thừa để độ thì hiện tiểu thừa mà nói Pháp. Không phải là cái ý nghĩa này sao? Đáng dùng Phật Pháp để độ thì dùng Phật Pháp để thuyết Pháp cho họ. Đáng dùng Cơ Đốc giáo để độ thì hiện thân Cơ Đốc mà nói Pháp. Sự việc chính là như vậy. Cho nên mỗi một vị truyền giáo của một tôn giáo đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Con mắt phàm phu nhìn không ra được. Chỗ này thuyết là chánh pháp, chỗ kia là tà pháp, đều nhìn sai hết. Toàn là chư Phật Bồ Tát tái sanh. Không những tất cả tôn giáo là chư Phật Bồ Tát tái sanh, mà tất cả nghề nghiệp khác nhau trong thế gian, chúng sanh khác nhau, vô số thị hiện khác nhau, đều là lòng từ bi giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phàm phu chúng ta không có trí tuệ. Đọc xong Quan Nghiêm, học tập Quan Nghiêm, lúc này mới thực sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Trong Kinh Quan Nghiêm thị hiện, người học Phật chỉ có một người, bản thân chúng ta. Ngoại trừ tôi ra, tất cả người, sự, vật đều là do chư Phật Bồ Tát hóa hiện ra. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều vì tôi. Các ngài thị hiện là người hiền, dạy tôi gặp thuận cảnh, gặp người hiền, không khởi tâm tham ái. Các ngài thị hiện là người ác, thị hiện nghịch cảnh, là đang dạy bảo tôi. Gặp người ác, nghịch cảnh không sanh khởi tâm sân hận, đều là dạy bảo chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm chánh giác, tu chân thành từ bi. Chư vị nghĩ xem có phải vậy không? Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này, nắm vững cái cương lĩnh này, bạn đạt được toàn bộ Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm ở chỗ nào? Hoa Nghiêm chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ được nói đến trong Hoa Nghiêm chính là tất cả người, sự, vật mà chúng ta đang đối diện. Cho nên gọi là Đại Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là sự triển khai sống động, không phải chỉ 80 quyển kinh sách này. 80 quyển kinh sách là để chỉ dẫn, vì chúng ta mở ra cánh cửa lớn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nếu như chính mình vẫn không hiểu được, còn cho rằng tự mình rất giỏi, tự mình làm thầy, làm tổ, thì bạn tiêu rồi. Bạn điên đảo rồi, bạn bị đọa lạc. Làm học sinh, làm phàm phu, chỉ có bản thân mình. Ngoài bản thân mình ra, toàn là chư Phật Như Lai quá hiện, thì chúng ta sẽ nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bạn thật sự triệt ngộ Đại Phương Quảng, bạn kế nhập đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Đây mới là hóa đạo chúng sinh vô hữu biên. Các vị nghĩ xem, chúng sanh này là ai? Chúng sanh là chính mình. Chính mình là chúng sanh. Bạn nếu không hiểu, bạn đi đọc Lục Tổ Đàn Kinh, thì bạn biết ý nghĩa của chúng sanh này. Chúng sanh ở đây không phải là chỉ đông đảo chúng sanh, là chỉ bản thân mình. Chúng sanh này của chính mình, không có cùng tận. Trong bài kệ này, ý nghĩa trọng sâu, vô tận. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương, câu trên quả lớn, câu dưới nhân sâu. Giảng kiếp tu hành cực thanh tịnh là nhân sâu. Nhất thiết Phật Pháp y từ bi, từ bi hữu y phương tiện lập. Hai câu này nói rất hay, chúng ta phải luôn ghi nhớ thật chắc. Câu xưng thâm quảng, phương tiện cũng sâu trọng, từ bi cũng sâu trọng. Cho nên tự mình thật sự thông đạt hiểu rõ, vừa giác ngộ liền có thể thành vô thượng đạo. Bảo kế thiên dương, ngộ nhập là từ chỗ này. Bảo kế thiên dương quả thật là căn tánh Hoa Nghiêm rất tốt. Đây thật sự đáng để chúng ta học tập. Hôm nay thì giảng đến chỗ này.